Hà Nội yêu cầu không tụ tập đông người dịp Tết. Hà Nội thêm quận Hai Bà Trưng và 10 xã phường vùng cam cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 20 tháng 12. Thêm một quận ở Hà Nội dừng cho học sinh đến trường. Các ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tại thành phố Vinh có lịch sử dịch tễ phức tạp. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị cảnh giác không lơ là công tác chống dịch dịp lễ Tết. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cơ quan đơn vị của thành phố tập trung phòng chống dịch COVID-19, không để vì chủ quan trong dịp lễ Tết làm lây lan dịch bệnh. Các đơn vị của thành phố bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Ban Thường vụ Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa và truyền hình trực tiếp phục vụ người dân, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người. Văn bản của Ban Thường vụ cũng nêu yêu cầu không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo bằng mọi hình thức, không dự lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện tài sản công trái quy định vào hoạt động lễ hội vui chơi. Các đơn vị theo phân công bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ người dân đi lại an toàn trong dịp Tết, tổ chức chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố về việc xem xét cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở những vùng dịch cấp độ 3 tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày thứ Hai, ngày 20 tháng 12 cho đến khi có thông báo mới. Thông báo nêu rõ, ngày 18 tháng 12 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được thông báo số 844-TB-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, có 2 đơn vị cấp quận và 25 đơn vị cấp xã, phường có mức độ dịch cấp độ 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Thực hiện công văn số 4322-UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố và công văn số 4156 SGZDT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Sở đề nghị các đồng trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, báo cáo Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh nội dung trên. Trong vòng 14 ngày gần đây, Hà Nội có 25 xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, gồm các xã phường Vân Nội, Việt Hùng, huyện Đông Anh, Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Yên Viên, huyện Gia Lâm, Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Quảng An, Yên Phụ, quận Tây Hồ, Văn Bình, huyện Thường Tín. Các xã phường này là những khu vực có dịch ở cấp độ 3. So với đánh giá cấp độ dịch một tuần trước đó, Hà Nội có thêm quận Hai Bà Trưng và 10 xã phường, gồm Việt Hùng, Đông Anh, Đông Xuân, Quốc Oai, Văn Bình, Thường Tín, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Yên Phụ, Tây Hồ thuộc vùng cam trong phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, địa bàn ở mức độ 1-2 thì học sinh học trực tiếp, còn địa bàn có mức độ dịch 3-4 học sinh sẽ học trực tuyến. Chiều ngày 12 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông báo gửi các đơn vị trường học thuộc quận Đống Đa và các xã phường có mức độ dịch cấp 3 về việc cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tạm dừng đến trường, học trực tuyến từ ngày 13 tháng 12. Như vậy, tại Hà Nội, hiện học sinh lớp 9 vùng xanh các huyện ngoại thành và học sinh lớp 12 các quận, huyện, thị xã vùng xanh tiếp tục được đi học trực tiếp, lớp 12 học luân phiên. Dù học trực tuyến hay trực tiếp, các nhà trường, thầy cô giáo và học sinh cũng luôn chủ động bám sát chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy để nắm chắc kiến thức, chuẩn bị bước vào các kỳ thi sắp tới. Theo khung chương trình năm học, các trường vừa hoàn thành tuần 15 nên đã và đang tổ chức ôn tập học kỳ 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý,
các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến phù hợp với kế hoạch dạy học thực tiễn của đơn vị. Việc kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm đúng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình và những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu bài thực hành, thí nghiệm. Đối với các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tiếp lớp 9, lớp 12, phải thực hiện nghiêm túc đúng quy chế về kiểm tra, đánh giá của Bộ, Sở và các quy định phòng chống dịch COVID-19. Học sinh lớp 12 tại quận Hai Bà Trưng phải tạm dừng đến trường từ ngày 20 tháng 12 vì tình hình dịch bệnh của quận này vừa chuyển sang cấp độ 3. Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn. Thành phố vẫn ở cấp độ 2 vùng vàng, nhưng có 3 huyện chuyển từ cấp độ 1 vùng xanh lên cấp độ 2. Riêng quận Hai Bà Trưng chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 3 vùng cam. Theo quy định của Hà Nội, những trường học đảm bảo công tác phòng chống dịch và ở vùng cấp độ 1, 2 mới được đón học sinh đến lớp. Do đó, từ ngày 20 tháng 12, học sinh lớp 12 của quận Hai Bà Trưng sẽ chuyển qua hình thức học trực tuyến. Hiện Hà Nội có 25 xã phường ở cấp độ 3, học sinh ở 25 xã phường này đều phải tạm dừng đến trường. Cụ thể, đó là các phường Vân Nội, Việt Hùng, huyện Đông Anh, Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, các phường Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, các phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, các phường Quảng An, Yên Phụ, quận Tây Hồ, xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Tuần trước, quận Đống Đa cũng phải tạm dừng cho học sinh đến trường khi cấp độ dịch của quận tăng lên mức 3. Học sinh lớp 12 ở Hà Nội được phép đến trường từ ngày 6 tháng 12, trong khi các trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì chuyển sang dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 từ ngày 8 tháng 11. Học sinh lớp 9 tại 17 huyện thị xã khác đến lớp từ ngày 22 tháng 11, một số nơi chậm hơn 1 đến 2 ngày. Đây đều là những bệnh nhân làm công việc tiếp xúc với nhiều người. Hiện các địa phương đang tập trung truy vết để tiến hành cách ly các F1 theo quy định. Sáng ngày 19 tháng 12, Nghệ An ghi nhận 30 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 8 ca cộng đồng. Đáng chú ý có 3 ca cộng đồng tại thành phố Vinh trú ở các phường Hưng Phúc, Vinh Tân và Lê Mau. Tại phường Hưng Phúc, bệnh nhân trú tại khối Quang Phúc, địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân tại số nhà 33, đường Thành Thái. Được biết, bệnh nhân làm nghề bán hàng online tại nhà, thường xuyên có shipper của các doanh nghiệp đến lấy hàng. Chồng của bệnh nhân cũng thường xuyên trực tiếp ship hàng cho vợ. Hiện địa phương đã truy vết được 46 F1 của bệnh nhân này và tiến hành cách ly theo quy định. Tại phường Vinh Tân, bệnh nhân tạm trú tại chung cư Tân Phát. Địa phương đã tiến hành phong tỏa 4 căn hộ tại tầng 3 chung cư này gồm 306, 308, 310, 312. Đồng thời, lấy mẫu người dân trong khu vực. Được biết, bệnh nhân này làm nghề tự do và từng tiếp xúc với nhiều người. Tại phường Lê Mau, bệnh nhân trú tại khối Tân Thành, địa phương đã tạm thời khoanh vùng 50 hộ dân tại khu vực này và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đại diện từng nhà trong chiều ngay, ngày 19 tháng 12. Được biết, bệnh nhân làm nghề cửu vạn chuyên bốc vác tại chợ đầu mối Vinh, do đó có lịch sử di chuyển tiếp xúc phức tạp. Như vậy, từ thời điểm bùng phát đợt dịch thứ 3 15 tháng 10 đến nay, thành phố Vinh đã ghi nhận 400 ca F0 tại 24 phường xã, trong đó có 86 ca F0 dưới 16 tuổi, gồm xã Hưng Lộc 65 ca, phường Hưng Dũng 56 ca, phường Hà Huy Tập 38 ca, phường Trung Đô 36 ca. Hiện toàn thành phố Vinh đang có 107 người cách ly tập trung tại 4 điểm, bao gồm khách sạn Lam Hồng 35 người, khách sạn Á Châu 12 người, trường cao đẳng sư phạm 46 người, khách sạn An Phan 14 người. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.